đẩy luôn nha cả nhà. Đây rửa cho sạch sạch cái này kìa. Đây là cá mó nha cả nhà. Đó, đây là cá mó siêu to, cái này cá mấy ký ta? 3 ký mấy cho là 4 ký nhắm cả 3 ký mấy cho là bao ký hả? 3 ký mấy hả? Viên còn một lá này cho cả tầm ký nữa nha cả nhà. Đó. Thì hiện tại mấy anh em đang ở trong đảo Phú Quốc nè. Đây sáng ta. Ờ. Thì con mà cho để con. Hello chào cả nhà nha cả nhà. Ra đi mày. Chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Rồi chuẩn bị mổ xẻ cho. Rồi xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh anh Phủ cả nhà. Thì bữa nay thì ghe thì vô đảo hôm qua rồi, tại hôm qua mệt mỏi quá trời cũng không có nhậu được cả nhà. Bữa nay thấy khỏe khoắn trong người, làm cái lẩu siêu siêu với mấy anh em. Không giờ cầm lại. À. Cá mó siêu to luôn nè. À. Rồi chuẩn bị chào. Ơi con cá này cố gắng ra con người vậy. Ừ, làm gắn. Má. Sao cái gắn nó ra con người vậy? Bạch ăn chà bá. Cá này là bạch cúc. Sao cái gắn bự dữ trời. Bây giờ nó thành quỷ vậy trời. Nhưng còn một lá cũng khá là to nha, chứ nó cũng không bự vậy, cỡ làm ký luôn. Rồi bây giờ anh em bằng cái bằng mực để chuẩn bị làm cái lẩu thái để anh em lay ra xương xương cho nha. Giờ cũng gió lạnh mà mình làm cái lẩu mình ăn xương xương mình nhậu lay gai là ok. Đang bằng mực với đang bằng cá cả nhà ơi. Trời đang chuyển mưa. Trời này chắc hồi mưa quá. Trong trọng trong ba nó chuột xuống lắm. Thằng ba nó chặt. Thằng ba cái nồi lẩu nó sợ nó chạy xuống. Thương mặn ha, con cá đã gọi lên chuột luôn. Không bỏ còn tư thì còn dễ, giờ nó lạnh. Rồi ai đòi TikTok ra tới nè. Hello cả nhà nha. Cả nhà xem mấy con cá nè, cái miếng thịt nó bò lớn này nè. Miếng thịt gần cả kg quá trời. Nè miếng thịt nè. Quá trời, cá này là cá mó nha cả nhà. Rất là to luôn, không biết nhà bán ký nhiêu nữa. Cùng mực nè. Đó, mực thì đã làm gọi cho mày. Sắc nhỏ nhỏ nha, bây giờ chỉ đợi sắc cái miếng cá này ra nhỏ nữa là mình làm cái lẩu là mình ăn nha. Bây giờ mình sẽ ốp cá với mực như cái nhà. Nãy mình không đổi mực cái cá riêng trời. Đây, bỏ vô miếng tiêu rồi, bây giờ mình bỏ thêm miếng bột ngọt nữa. Đây nè, kiểu thì cho nó còn ngọt. Ở dưới còn dao gì không ta? Dao rồi, dao gãy rồi mà. Chia miếng đường nha. Có con cá mà chia ra hai thao luôn, con cá với mực mà chia ra hai thao luôn. Nó ngọt ngọt chứ. Tí nữa mình ăn thôi chứ. Giờ trộn lên cho đều cả nhà. Cho nó thơm thơm vậy thôi. Chứ cá này chứ là nó ngọt sẵn rồi. Cái thao này là gần 2 kg á. Thao. Cái thao này có 2 kg á, còn thao này 2 kg, 2 cái là có 4 kg á cả nhà. Đâu hết đâu. Ủa mình chấm nước mắm gì ngon ta? Mắm trong hay là mắm trong ha? À, mắm trong với làm mớt siêu cay thôi. Thì còn bắp cải ở nhà với ghe giờ không còn gì chứ, còn bắp cải mình lấy bắp cải. Giờ mình sẽ cháy tỏi cho nó thơm thơm cả nhà, xong rồi mình bỏ xả vô. Rồi mình đổ nước vô cho nó sôi rồi mình thả nước lẩu vô nha. Rồi bỏ xả vô. Mình bỏ nặng chanh vô thêm. Mình đem nhím vô thêm. Cái xà nó hay đến đâu? Xà này có lít mấy. Đi miếng đi. Rồi
vô thêm, tại vì cái nhà phải không, không biết ở chảnh thì còn không nữa nào, hay coi chảnh thì còn bọc nó ra, lấy làm hai bọc ở đây. Rồi bây giờ nước đã sôi rồi cả nhà, em cho cái bịch lỗ thái vào đây. Thì nước thì em làm chắc khoảng tầm này chắc khoảng tầm 3 lít nước á, nên em cho hai bịch nha. Cái bịch này hình như nó kêu rồi mình bỏ 1 lít rưỡi à. Nhưng mà nó không đủ chua chắc em nặng chanh vô thêm quá. Mâm cá với mực là bao nhiêu nè, khoảng tầm 4 kg đó nha. Nhiều lắm. Tôi hầm ra cá nè. À. Rồi con rau thì chỉ có bắp cải thôi nha cả nhà. Bắp cải. Đây cái lỗ thái nha, bằng lỗ lên chưa vậy? Rồi. Đó, giờ lỗ thái đây. Cao lên chút coi, cái này sao hồi nó lỗ thôi trời. Trời ơi. Còn ghê cái ghế nè. Ghê đâu, ghê đâu, chắc em nhận đấy, em chưa cho lạnh đi. Còn chư ghế là tao chứ ai nữa vậy. À. Và những thành viên trong gia đình anh Phủ ngày hôm nay nha cả nhà. Đứa Chí. Hôm nay cả nhà. À. Đây nè, chú Bự nè. Chú Bự. Đó. Chào cả nhà. Nay đây là anh Thương nha. Chào cả nhà. Dẫn nè. Đây là cô Nam. Chào cả nhà. Đây là anh Hiền nha cả nhà. Chào mọi người nha. Hôm nay bạn tham gia lại lỗi các bạn hải sản rồi. Rồi kế bên đâu nói chuyện. Cảm ơn cả nhà. Chào mọi người, ông Hiền coi kìa rút rút đâu nói chuyện. Có đây là ảnh có gian ghe đi ra kia theo không hai. Chúng là chung đoàn ghe bên đây nha cả nhà. Nhưng mà lúc trước thì cũng có đi ghe này rồi. Anh em với ghe có tình cảm quá trời cả nhà ơi. Làm vô. Đây là anh Lâm Chí Dảnh nè. Cả nhà. Có cho chào mọi người. Nè tôi thử nè. Đây là giới thiệu rồi lại thôi. Chào các đồng chí. Bây giờ chồng cuối rồi cỡ nào cũng giữ. Xin gian xin nó xuống vậy. Khi đi gian. Chào cả nhà ơi. Thằng Lũ thấy làm xương xương dài lon nữa chiều. Chắc cỡ chiều ghê chạy cả nhà ơi. Rồi đó. Hả? Nhỏ thôi chứ dễ chín luôn bữa ơi. Đây là cá chả nha, cá chả cho em làm rồi giờ bỏ vô nấu luôn. Cái này rồi vô hả? Đây mình bỏ đi. Ơi mình bỏ cái đầu cá vô nha. Mà chín đậy rồi. Vợ tao đang kiếp cả tao coi đó. Con đầu bự bự đó. Giờ em bỏ cái đầu với cái xương vô trước để cho chín trước đây ha. Trứng rồi. Qua chú ba có rồi chưa? Trứng rồi vậy. Đậu đang liền rồi. Nó đang la la. Ngồi nghĩ thân tôi mà buồn. Á đông quá vậy đâu trời ơi. Ngồi đấy, đi đâu đó. Nghèo nó. Nó lộn rồi, xong rồi. À có cái lên, có cái làm hình đấy. Mình xe nhiều năm rồi vẫn đây. Bên đây. Mực này sắc là ăn muốn quàng tay luôn cả nhà. Đây sắc là ăn muốn quàng tay luôn đó. Cả nhà mọi người không biết chân nè cái gâu nè, cái gâu nè đó không? Cái gâu là quéo vô một cái thôi. Chia cái muối vậy. Trời ơi, hai chén mà. Câu lượng nó tới nó cái này. Lấy cái gỗ ra nè, chúng ở đây là chấm được rồi nè. Dao để mày với mày. Quá. Rồi, gỗ ra đi con. Xéo hết luôn. Đây là cái gâu nè, mà nó chín cái rồi mình gấp ra cái không có chơi đâu. Chú ba ăn gâu được không? Chắc được rồi. Làm chơi chứ. Nó chảo con mà có gì bằng ngon mà cái gâu vậy. À, bữa nay anh em thì lâu lâu họp mặt đông vui một bữa. Hả? Trời ơi sao muốn ngủ nào rồi. Chơi. Chơi. Đây lắm. Rồi nè. Rồi đó. Cho gọi là nó cái ngon nha cho gọi. Được luôn nè. Thật đây, thật chi hồng đây. Cha chứ. Đây, cha rồi. Cha. Cô ba không nhậu nghe vậy?
ông yếu mình hay sao mà không nhậu cho nó. Hay là chưa sức đi thăm em Út gì cũng không biết nữa. Đó, xuống, xuống rồi con. Đó đi xuống ông ở đó hả? Chén đổ không? Ê, chết cái chạy đâu đâu mẹ, quay luôn, quay luôn. Lộn luôn, lộn luôn. Lộn luôn nha. Chứ nước còn gì của nữa, không nó thôi. Nữa. Luôn. Đông lắm. Nó quay đủ tất cả đồng viên trong nhà xem được. Nó ăn trước đi tại vì nó nhỏ nên trước tại nhà. Đúng rồi. Tôi muốn cho nó cao chút xíu mà. À, chưa chín nhà này chưa chín. Chín rồi. Gắt quá lâu thôi lắm thầy. Kê đó bữa nãy nói với ông nói đúng rồi, sao mà lẹ sôi dữ trời, sao mà ăn không kịp là nó họ nó sôi à. Thấy gió đàn này ngoài biển giả thì nó phải lốt máy rồi như trong nhà. Sao rồi, sao rồi? Vậy? Nước sao rồi? Điều gió rồi. Đây chơi thứ thiệt. Cả nhà nhìn thấy không? Mình ngồi đây gì mà còn muốn không đủ nữa cả nhà thấy không? Rất là đông. Chưa không có chỗ ngồi luôn, khích khích mà không có chỗ ngồi luôn. Mấy ngon rồi nè, chứ thiệt phải nói luôn. Chính là hả? Chính không ngon là gì nè, không ngon nè. Đó. Đừng thức kẹ. Quay vô mặt kẹ. Đừng thức luôn à. Nước chậm luôn, nước chậm luôn. Sao? Ngon. Chậm. Giác sao? Quá lâu mới ăn mực mà. Chào mày nha. Nó ngon rồi, mát trời không điệu luôn. Chồng anh Kiên Cơ với ông Hiền đâu có nói chuyện được. Chuyện ra đi chơi vậy chứ. Sao uống sao? Quá lạ trời. Tao mới biết đi. Làm thêm miếng bia ăn rồi phải có bia vô rồi. Rồi ấy bà ấy vô. Rồi. Cái chín rồi đó. Bà anh em vô cái hay vô cái vô tôi vô cái nè. Vô. Chưa hả? Chưa bự đẩy miếng chưa bự. Để bự nè. Cái chả chín nha. Chín rồi, chả chín nào cho không? Chả nó chứ bự không ấy. Mượn mẹ con tính bự thì. Nha. Để chơi. Ủa gần giờ tôi đâu mất tiêu vậy? Mày chưa chú làm ra này. Chú làm ra vậy? Dạ dạ. Giờ nó cũng làm hết khúc rồi đó. Này nhà à. Cá mó khổng lồ à. Sao? Cuối này nó trong nè, cái màu à. Đâu rồi, nói gì đây? Chùm cuối. Mời cá bạo một miếng cá chả mắt to nha. Nó trọng luôn đi. Để cho mày nè. Ủa gì có nhai mới ngon quá, lại đút trọng lấy con nhai. Dài, rất là dài. Dài chứ đâu ơi. Ở trong cái chút chín quay. Nó bự quá mà. Ủa ăn rồi mới rất là dai hả? Rất dai thì ra. Thấy trong nó còn hơi xanh xanh các bạn ơi. Trời ơi. Để vô lại đi. Dạ thưa cô xin kìa. Anh trốn vô kìa. Chị vô. Vô cháu vô hết. Bé này muốn đi dép lấy hả? Kìa. Đi dép áo. Đi lấy đũa cho ổng tạt cái chung mà rất là đông nha cả nhà ơi. Cũng như là rồi muốn không được luôn á. Chú ba thì ổng ăn mì. Chìm dưới nè. Cái đầu. Long Bia bỏ đây. Để quay mỏ đây. Thấy đây em gặp lại nha anh. Rồi để em gặp lại. Nè bây giờ đi. Mở cả nhà ơi. Xin nè. Rồi. Thôi dâm vô đấy. Cái nhà nha. Thôi nãy giờ không vô chứ gì ta. Buông cái giờ em miếng mồi nữa vậy. Làm miếng này. Bả thấy cái món. Làm gì chữ không nổi. Bả có biết vụ này đâu. Cái nhà ông miếng không dịch lộn nha. Không mà tháng sau nó ra video mới lên được. Mà cái chưa đâu chứ. Cái món này cả nhà ơi. Nãy giờ chờ lâu quá. Cái này ngồi nhậu là lý tưởng luôn cả nhà. Phía sau là ngắm cảnh luôn. Quá. Đó. Gió thổi thổi gai gai nữa nè, mát rượi luôn. Vô nè anh em vô cái đây, anh em mình nè. Vô. Anh em chú cháu vô cái 2 3 vô. Chú ba không quá bào cả nhà, ông không nhậu không bào kìa. Chưa chú ba. Nãy giờ có miếng gì đâu mà bào. Quất cái mì quá trời luôn. Ba, dạng quá xúc sình chết á. Thôi. Làm miếng gạo. Đây anh cháu, em qua đây tôi có bò luôn.
giờ tới em quất miếng gì nha. Ông già hai sao đi không không tới rồi. Trời ơi trời mì mông đó trơn rồi. Ủa vậy là lấy đủ nó ăn rồi sống nổi không? Quá trời miếng cá rồi, coi cho nó nát hết chứ nha. Đây rồi. Cá mó nha cả nhà. Thôi em cũng xin mời cả nhà ăn miếng cá mó nha. Cá mó nấu lẩu thấy. Đó đó. Ừ, ngon trứng cá. Thôi bây giờ cá này bự. Còn trứng cá chứ, mực ấy, mực. Bây giờ em ngâm miếng mực là em ăn liền luôn nha. Em ngâm cỡ vòng khoảng tầm 1 phút là em ăn luôn à. Với cá chả. Béo là ăn ngon, cá chín ăn ngon đâu. Bé này xíu à. Mực nó có vậy chứ, mực yếu gì lâu lâu á. Ở nhà sợ cùi vậy thôi chứ. Đúng rồi. Thấy chứ. Mày có lâu lâu ngon á. Ngon nè. Cho mực trứng vịt. Nóng lắm ơi. Chúng mình chơi con mực vô đi. Rau nó mới ngon chứ. Rau ăn nó giòn dữ. Rau không? Rau giúp đẩy. Chưa chín rồi. Cá rồi, cá rồi, cá rồi. Không chờ cái đồ rồi. Đó giờ nó gấp hết trơn rồi, giờ để cái khác vô chứ. Bây giờ cái đâu? Quá là hết rồi. Bây giờ cái có chỗ nào mà gấp cái đầu ra không? Chưa chín mà gấp vậy. Chưa chín đâu. Cái gì không? Chưa chín rồi. Mày nói chưa? Chín rồi. Trời ơi, chín rồi. Nó gã luôn vậy. Lấy dĩa nhỏ đi, chạy lấy dĩa nhỏ chạy mực vô đi. Thả mực vô đi, vô đấy ở. Rồi. Còn dảnh đâu. Đúng đó. Cá bự không à. Quá chạy đầu rồi. Quay 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 quay. Ăn mực vô ăn lấy nha. Còn mấy đứa bắt cho nó nhỏ à. Dễ bắt. Đổ, cá bự không à. Mở vô chấm gà là quấn một dạo. Cái này á, 100 triệu tiền cá sô. Cái này không phải cá mó, cái này mình ăn thịt người không? Đó. Xong chưa ba ra nè. Cá bó con vô. Vô 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 đi. Để vô cá vô. Quay hầm găng nó coi. Vô đi. Vô đi vô cái đi quay nè. Vô nè. Vô. 2 3 vô. Lần sau mà gặp lại lần nữa là cá tám nó hiện rồi. Trời ơi, nãy nó dòm nước không thấy rồi, nãy không biết. Mực chín rồi vậy? Hả? Nè nè bên đây. Mực nó chín rồi. Nóng á. Đủ phải chứ nào vậy? Chia ba hơn không hai không hết trơn á. Rồi rồi rồi. Trời ơi, bọn chưa chín rồi mà làm rau trước đi, có nhiêu cái rồi chín rồi nè. Chơi luôn cả nhà. Quất nước ngon rồi đi. Ủa mà gì mà ông bình ông than trời ơi trời. Không bốn mà. Mà cả nhà miếng rau nữa nha. Bữa nào ngồi đi thấy có 1 2 á. Nó gần khấu luôn á. Ra nên nhờ được cốt đầu cái rồi. Đủ hả? Nửa năm nữa. Trẻ. Còn có bạc lá không tao biết ơi. Anh được cuốn mấy. Nè cả đây nè. Ha. Nè gì ăn nó ngon nè, chín quá ngon đâu. Chín quá nó dày lắm không ngon. Đó. Đây mà. Tao dặn dặn nhậu này. Chậm cho nè. Quán nó dặn là đủ quá. À bột ha. Dễ mua cầm 500 ngàn cho gì mà 500 ngàn. Trời trời. Đây gì nãy giờ mình ăn mà còn chưa được gì mấy nha, còn nhiều lắm. Ba bốn trăm thấy nó sắp. Ok. Rau dùng cho chú bự để ăn hoài mày. Ừ. Đó, gặp gấp nó còn sâu. Ăn lẩu nhờ rau nhiều ăn ngon rồi. Bộ má tôi còn tới đây nữa. Nó lên chưa? Rồi nhờ rau nhiều ăn. Sáng giờ thấy đẹp nó xuống rồi. Trời ơi, chú cậu em nó ăn lại đi nữa. Rồi xếp tiền không có xuống. Hồi nãy có điện xếp tôi sợ nó xuống ấy rồi tôi lên ông chích cái rồi ông tôi sợ trễ nó chú Lâm đi đi ông thì nào ấy ông điện với ông răng cỏ không có mà nhai mực sao để đâu sao cắn đầu gâu găm nữa mới nói chuyện chứ hơi bị mềm không chỗ của răng ba nói vô nè dạ mày giấu không ba không có kẻ nè không ba cái nhà miếng mực nha cả nhà. Nhà có chứ mà mình coi có không có. Ở nhà có. Ở nhà coi để có cũ đó. Nó chín nó mềm. Chết. Vậy thì nè. À bo 10 ngàn đi. Vô lon nè. Đúng rồi đó. Về gấp cái này cho. Đúng rồi bo 10 ngàn nó chung lon nó. Quẹ xin uống cái này nó lon xuống rồi. Quá bào rồi nha ơi. Nam quá bào rồi. Có nãy giờ đâu. Nãy giờ nhiêu con? Nãy giờ chén cơm chưa hết nữa. Trời
Nãy vô ăn nhiêu lâu cơm nào? Có mì với cơm chưa hết nữa hả? Có đâu, nãy giờ cơm chưa hết nữa. Giờ chưa lén. Ê, phải không Giang? Dạ. Cặp ghe này giống cặp ghe Trung Phát, có gì mày? Không biết đâu. Thả mực vô đi đâu? Thả mực vô đi. Thả mực vô đi. Cá, cá bằng đấy. Dán ba cá dưới ra hả? Thì ba cá dưới ra hả? Thả cho tám quen đại công đó. Thả mực bên đây đắt quá ra. Chú bưng mực đây. Chân mực đây. Chai nước nữa nghe, chai nước là hết nước luôn rồi thấy không? Nhiều nước mà còn ngủ nữa. Rút màu đó. Mì á, rút mì. Mì trụng nãy giờ. Chạy chạy đưa chén vô đây. Gấp mực sống lại cho ăn đi. Để chứ chú lo hết chưa? Chú lo thì chú mới đó. Gì đâu, cái gì nữa hả? Quất đâu đó rồi. Ăn mà điệu điệu. Ta tưởng đâu có miếng ấy nó bộ. Vậy nó mới giòn. Đi. Cái nhà. Ngu vậy. Mày ăn rồi mày nhìn vui ra mày nhìn qua bên không vậy đấy mặt đi. Giòn. Giòn luôn. Ôi nước luôn kìa. Nè đưa dễ cho. Cái đầu mới ngon chứ. Cái da này nè mà ngon. Còn gì nói. Da béo ngon. Da béo ngon. Cá mà không cá nào có da bằng cá này. Da cá này giò về giò mã ngoài là biết ngon rồi đó. Cá này nhà bán 450 ngàn con á. Bắt không rồi. Yếm quá. Ăn gì chú ba? Ngon vậy. Sương à? Sương. Nghiệp với chú ba với trời, ăn sương với trời. Nó xấu rồi. Sương cho nhà đi đó. No, mày hãnh dữ vậy Nam. Mày no vậy mày hãnh với mày. No đâu bình thường. No vậy lên quay cho bà anh ăn. Mày nhà miếng ngựa cái nè. Mực cá giống như tôi nó kiếm mà gì vậy? Thấy bắt cải vậy? Không rồi ăn bắt sang hô á. Để lão cái sang hô vậy mà. Thôi quậy lại ơi, quậy vô. Biết làm gì không? Nó quậy vô cá nát cái rồi đổ ra gỗ lượng lấy luôn à. Dạ. Nè chùm cuối nói chuyện nè, nói chuyện ra chùm cuối xương các bạn ơi. Sao xương ngon không? Cả nhà miếng mực lá rồi cả nhà. Ở nhà quen rồi tối ngày gặp vợ cửa dí vợ đi. Quá ngon. Ngon quá ngon. Chưa mấy cái này ăn mực nó ngọt thôi. Tôm hiện nè. Mực gì? À mời cả nhà cái dè hoặc cá dè là ngon dữ hơn cái gâu đó, không phải chơi đâu. Trời ơi dòng này là mình tối mai ăn vậy rồi. Ngon quá. Mày đăng ra đây. Cân lớn á. Mà nó mát rồi. Ê mới ngon. Ăn sống rồi vậy. Vô nè. Vô. Vô vô bự. Vô chưa? Giờ nhậu xong rồi đó cả nhà. Mấy anh em kia thì giờ đã vô nghỉ hết trơn rồi, em cũng nghỉ luôn. Tại vì ghe vô hòn sửa máy mình đâu có dám nhậu nhiều đâu. Tại vì không biết chạy ra bữa cào chắc nào. Giờ chỉ còn mấy lão tướng ngồi nhậu thôi. Thôi em cũng xin kết thúc video luôn nha. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã dành những thời gian quý báu của mình để xem hết video. Em xin chúc cả nhà thân nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video lần sau.